Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Kế Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Xã hội của chúng ta luôn có một cái định kiến là đã mang danh là thiên tài rồi á, thì cần gì phải nỗ lực, sinh ra đã giỏi sẵn rồi. Và làm gì mà có cái chuyện người thường có thể hơn thiên tài được cơ chứ? Hôm nay thì mình muốn review đến với mọi người một cuốn sách mang tên là Pick, những ảo tưởng về thiên tài, tác giả Anders Ericsson và Robert Poole, và được Minh Trung dịch. Cuốn sách này dành cho ai hả? Cuốn sách này dành cho tất cả mọi người, nhất là các vị huấn luyện viên, giáo viên, hiệu trưởng. Cảm nhận đầu tiên nha, thì mình rất là thích đọc những quyển sách liên quan tới não bộ. Và mình cảm thấy là quyển Pick này nè và cái quyển là Mindset tâm lý học thành công á, nó có thể song hành với nhau. Đôi lời về quyển sách Mindset tâm lý học thành công ha. Đó là một trong những quyển sách đầu tiên mà mình đã đọc, giúp mình đưa ra một cái lời cam kết về sự nỗ lực ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Anders Ericsson, ông là một giáo sư tâm lý học nổi tiếng và là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực bản chất tâm lý, chuyên môn và hiệu suất của con người. Và Robert Poole, nổi tiếng với nhiều vai trò, nhưng khiến mình ấn tượng nhất là ông là diễn giả, nổi tiếng trong lĩnh vực thực hành có chủ ý. Quyển sách sẽ có 9 chương. Ở chương đầu tiên đó là sức mạnh của việc tập luyện có chủ đích. Các bạn không có nghe lầm đâu. Không phải cứ nghĩ là bản thân tập luyện rồi sẽ được. Nó xem là cái cách bạn tập luyện như thế nào nữa. Và ở chương đầu tiên này, nó sẽ phân biệt rõ thế nào là tập luyện một cách bình thường và tập luyện một cách có chủ đích. Vòng đời học một cái kỹ năng mới mà mình lấy ví dụ như việc hít xà đơn đi. Thì có thể lúc đầu chúng ta sẽ lên mạng xem những cái video hướng dẫn hoặc là nhờ một người có kinh nghiệm chỉ dẫn chúng ta. Rồi khi chúng ta bắt đầu thực hành rồi á, thì có thể buổi đầu tiên ta sẽ không hết được cái nào cả, nhưng mà ta cứ luyện tập. Đến một tuần sau thì bạn hết được cái đầu tiên. Rồi bạn cứ luyện tập nữa, luyện tập mãi. Cơ thể của chúng ta có một cái chức năng đó là giúp thích ứng với những thử thách. Tới một độ nào đó, bạn đã hết được 7 cái liên tục rồi đó. Lúc này bạn vô thức gửi cho cơ thể của mình một cái tín hiệu là à, tôi đã đạt đến độ vừa phải rồi. Chính cái suy nghĩ đó, nó chấm dứt cái việc tập luyện của bạn. Rồi sau đó cho dù có tập luyện thêm 1-2 tháng nữa, nhưng cứ mỗi lần tới cái thứ 7 á, là cơ thể của bạn cũng sẽ bất giác buông tay ra khỏi cái xà. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhìn chung á, khi mà chúng ta đạt đến một độ mà cơ thể chấp nhận được á, là lúc đó cho dù có tập luyện bổ sung thêm á, thì cũng chẳng thể cải thiện được nữa. Khác với sự tập luyện ngay thôi lúc ban đầu, tập luyện có chủ đích chính là bạn phải có cho mình cái suy nghĩ là đẩy bản thân mình ra khỏi cái vùng thoải mái của chính mình. Nôm na, ví dụ như bạn đã hài lòng với cái sức lực có thể hít xà đơn 7 cái liên tục rồi, nhưng bạn hãy cố gắng vươn tới cái thứ 8. Xuyên suốt cái chương 1 cũng như đi theo những cái chương sau luôn, nó sẽ có một cái ví dụ là ví dụ nhớ các dãy số. Ví dụ này rất là hay, vì mình đã từng cho rằng các dạng luyện tập á, cho cơ bắp á, thì chắc chắn là có thể cải thiện thêm được rồi đó, vì mắt thường chúng ta có thể thấy những cái khối cơ tăng lên từng ngày. Nhưng mà đối với cái dạng mà nhớ những cái chữ số, nó liên quan tới một lĩnh vực, liên quan tới bộ não, liên quan tới nội tại, liên quan tới tinh thần, sẽ khó có một cái thước đo cụ thể nào đó. Nó là một cái dạng rất là mơ hồ, mọi người ghét được cái ý mình không? Sách đưa cái ví dụ đó, mình cảm thấy là nó rất là hay. Và mình mong các bạn hãy tìm đọc để mà thấy được cái hay đó. Chương 2, khai thác khả năng thích nghi. Có những hôm mình ăn rất nhiều và mình suy nghĩ là thấy thế nào hôm sau leo lên cân thì cũng tăng ký. Nhưng mà hôm sau cân thì cân nặng vẫn như cũ. Rồi có hôm là bỏ bữa trong ngày, mình cũng có suy nghĩ là lần này thế nào mà cũng sẽ giảm được cân thôi, vài lạng chứ ít gì. Nhưng mà khi mà hôm sau leo lên cân thì cân nặng vẫn như cũ. Lời giải thích nó nằm ở cái chương 2. Cơ thể của chúng ta ưu tiên sự ổn định, và có một cái thuật ngữ dành cho những cái tình trạng tương tự như vậy, gọi là sự cân bằng nội môi. Chương 3, hình dung trong đầu. Chương này sẽ có khá nhiều thứ để mà nói đây. Việc
quyết định một người giỏi hơn người còn lại là nằm ở việc là những cái hình dung trong đầu của họ nhiều hơn và chi tiết hơn. Sự nỗ lực có chủ đích đó, nó giúp phát triển những cái hình dung trong đầu. Đọc sách đi. Tôi nhớ không lầm là tôi kêu 2-3 lần trong cái video này rồi đó. Đọc mỗi chương 3 thôi cũng được. Chứ tôi mắc nói quá rồi. Mà nói nữa là cái chương này nó dài cả tiếng đồng hồ luôn á. Đọc sách đi. Chương 4. Tiêu chuẩn vàng. Mọi người đã nghe qua cái nguyên tắc 10.000 giờ cho sự nỗ lực chưa? Chương này sẽ đề cập tới cái nguyên tắc nổi tiếng đó. Và cái góc nhìn mổ xẻ của tác giả về cái nguyên tắc này cũng rất là hay và cũng rất là đáng đọc đó. Không lẽ kêu nữa? Không lẽ kêu đọc sách nữa chứ? Chương 5 và chương 6, các nguyên tắc tập luyện có chủ đích trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Đối với chương 5, làm thế nào để mà áp dụng các nguyên tắc tập luyện có chủ đích vào công việc? Ở cái chương 5 này thì có một cái ví dụ mà mình không có thích lắm nha. Nhưng mà mình đọc với cái tâm thế là mình sẽ nhận được một cái bài học gì đó trong cái chương này. Còn đối với cái chương 6 trong cuộc sống hàng ngày á, thì nó có phần đem lại sự đồng cảm hơn cho mình nha. Tại vì chúng ta đâu phải ai sinh ra cũng may mắn gặp được một vị huấn luyện viên nổi tiếng, có tâm, luôn kè kè quan sát cái quá trình luyện tập của mình và đưa ra những cái lời cải thiện đắt giá đâu, đúng không? Thì làm thế nào mà chúng ta có thể tập luyện có chủ đích khi mà không có người hướng dẫn? Và làm thế nào mà chúng ta có thể vượt lên trên trạng thái chuẩn của chúng ta? Cái trạng thái mà cơ thể vô thức gửi một cái tín hiệu cho cơ thể là ok, đạt đến độ có thể chấp nhận được rồi đó. Tập luyện thêm nữa là để làm cái gì? Chương 7, con đường dẫn đến sự lão luyện. Ở chương này thì có thể xem đây là một cái lộ trình hướng dẫn tới sự xuất sắc. Một cái sơ đồ từ việc một ai đó chỉ đơn thuần là tò mò về một cái lĩnh vực nào đó, cho đến khi họ cam kết đầu tư thời gian, công sức, sức lực, sự luyện tập, để từ cái hứng thú ban đầu trở thành lão luyện. Chương 8, nó sẽ là một cái câu hỏi: thế còn tài năng tự nhiên thì sao? Chương này cũng cực kỳ có nhiều điều để nói đây. Mọi người thông cảm nha, khi mà nhắc tới một cái khía cạnh nào đó mà luyện tập là mình như kiểu bung xõa luôn ấy. Tại vì thế hệ trước á đưa cho mình một cái niềm tin rằng mình là một đứa trẻ không quá là nổi trội, không có tài năng gì hết á. Thứ mình bám víu vào được á chỉ là luyện tập, cố gắng đầu tư tập luyện hết mình này. Nên là nhắc tới một cái khía cạnh nào đó về luyện tập là mình có thể nói hàng tiếng đồng hồ luôn. Quay trở về cái chương 8 này ha. Thì đây là cái chương mình thích nhất luôn. Thì đó, thì kiểu mình luôn bị một cái rào cản từ phim ảnh cho tới văn hóa luôn. Đưa cho mình một cái tín hiệu là ok, mày sẽ chẳng là ai cả và cũng sẽ chẳng là ai được nếu mà ngay từ đầu xuất phát điểm của mày đã không được gọi là thiên tài. Thì trong sách có một cái ví dụ về ông Mozart, mà cái ví dụ đó mình rất 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 là thích luôn. Mozart, ông được cho là thần đồng âm nhạc, có thể chơi mọi loại nhạc cụ và lần đầu tiên có thể sáng tác được vào 5-6 tuổi. Thì qua miệng người đời mà, thì rõ ràng ai cũng sẽ mơ những cái phiên bản kỳ dị, những cái phiên bản liêu trai, như là đột nhiên có một con nhện cắn vào người, đột nhiên bị nhiễm phóng xạ, từ đó trở thành người nhện, trở thành siêu nhân, hơn là những cái người thật việc thật, những người mà dành hầu hết thời gian tại phòng tập, đổ hàng tấn mồ hôi tại đó, đúng không? Và ở cái chương này thì có ví dụ về ông Mozart. Không hẳn là phủ bỏ hết tài năng của ông nha, mà tác giả đã phân tích những cái yếu tố xung quanh đời sống của ông để mà đưa cho người xem và nhất là mình một góc nhìn đầy đủ và có sức nặng hơn của việc luyện tập, nhất là tập luyện có chủ đích. Chương 9, chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào đây? Chương này mang đến cho chúng ta một cái thông điệp là chúng ta làm chủ cái tiềm năng của chúng ta hơn là phó mặc cho việc một ai đó đánh giá là
chúng ta không phải là thiên tài, chúng ta sẽ không thể làm được tới đó đâu. Cái thời đại này, mọi thứ nó đều thay đổi một cách chóng mặt hết á. Nên là con người, hãy là những người luyện tập, Homo essences, làm chủ cuộc đời của chúng ta bằng cách luyện tập, và là luyện tập có chủ đích. Cuối cùng, mình xin phép đố mọi người một cái câu hỏi, đó là người có tài năng hay là người luyện tập nhiều sẽ thắng đây? Yên tâm, không đáng mò đâu, nó sẽ có câu trả lời. Tác giả đã trả lời cho chúng ta trong sách rồi. Và mình bật mí luôn là ở một cái trang nó rất là đẹp. Cái số trang rất là đẹp. Nếu mà mọi người tìm thấy rồi thì hãy bình luận phía bên dưới cho mình ha. Thật sự thì ở cái khía cạnh này, mình cũng trải qua một cái vấn đề tương tự luôn, là tài năng hay là luyện tập nhiều sẽ hơn. Nhưng mà chắc là video đủ dài rồi, chia sẻ nữa là mình sợ là mọi người sẽ bị ngán xem á. Nên là chắc là kiếm có dịp khác được thì mình sẽ nói ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này của mình, và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của mọi người ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.